cùng vui mừng, sẽ phù hộ độ trì cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, bách niên dài não, ăn lên làm ra, sinh con đẻ cái. Và thôi, công việc tâm linh mình đã trình bày xong. Thank you.
vài lời phát biểu. À, cái này là lẩm dưới đất thôi ha.